Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Nhà đất Đoàn Vương để xem một cái căn nhà đẹp tọa lạc tại phường 16 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, khu nhà thiếu nhi và điện lực Nguyễn Văn Lượng. Căn nhà có cái kết cấu một trệt hai lầu, ban công rộng, sân thượng trước, nhà phun nội thất hai lớp cửa sắt chắc chắn, tọa lạc trong một cái con hẻm nhựa hơn 2 mét an ninh. Tọa lạc tại đường Lê Đức Thọ, phường 16 quận Gò Vấp, gần nhà bệnh viện cũ Gò Vấp, trường Lý Tự Trọng, cũng như là khu Fatima hoặc là nhà thiếu nhi phường 16. Nhà làm rất là đẹp và đây là thuộc trong mô típ cái nhà và đẹp sang xịn mịn nhất Gò Vấp quý vị nha. Đây quý vị hãy mình sẽ hạn chế nói để quý vị cảm nhận cái nét đẹp và sang xịn mịn của ngôi nhà. Đẹp từng cm luôn. Còn nội thất thì tặng đầy đủ luôn. Điện tử, điện lạnh, bàn ăn, ghế salon, sofa, giường ngủ, chăn ra, gối nệm, rèm cửa. Nói chung thật sự là kéo cái vali đến là ở, mua thêm đồ ăn bỏ vào tủ lạnh mà thôi. Tại vì đã đủ full nội thất. Nói không qua là hệ thống điện lạnh, điện tử đầy đủ. Khu phòng khách có cái hệ thống quạt, cũng như là salon, gương soi, đồng hồ, trang trí gì đầy đủ hết, tivi. Cầu thang lát đá hoa cương đen trắng, tay vịn gỗ song sắt, gỗ màu gỗ nâu thông. Khu bếp thì rất là sang trọng, xịn sò và toilet cuối. Cột toilet dán gạch caro trắng rất là đẹp và gạch bóng men bóng kính bên ngoài. Khu bếp rất là trang nhã với kệ tủ bếp bằng màu xanh nhạt. Giếng trời rất là ok quý vị. Nhà có diện tích 3,5 m nhân 7,2 m nở hậu nhẹ, xây dựng một trệt hai lầu, có hai phòng ngủ lớn, ba vệ sinh, phòng khách, bếp, hẻm sạch sẽ, an ninh, hướng đông bắc, tặng full nội thất cao cấp mới tinh. Chủ đăng rao là 3,85 tỷ, còn thương lượng cho khách mua nhanh. Nhà với hệ thống đèn, mình không biết trang trí như thế nào, nhưng mà phải nói là nó rất là đẹp và sang xịn mịn. Mình sẽ nói ít thôi để quý vị tự cảm nhận cái nét đẹp của căn nhà này. Mình nói một cách không ngoa đó là đây là, phải nói là thuộc tiếp nhà đẹp Gò Vấp. Nhà đẹp Gò Vấp nha quý vị. Giếng trời rất là thông thoáng từ dưới lên trên, lấy được sáng, gió đầy đủ. Cây hoa trang trí dọc đường hành lang cũng như cái hệ thống kính. Đó là cái chỗ này luôn luôn làm như vậy để chúng ta cảm thấy phòng ngủ xịn sò, full nội thất và đảm bảo quý vị lạc vào phòng ngủ thì giống như một mê cung. Và nếu thực sự cặp vợ chồng trẻ hoặc là cặp vợ chồng sống với nhau trong căn nhà này thì phải nói là luôn luôn hâm nóng được tình cảm, và bởi vì sự lãng mạn của cái phòng ngủ dẫn đến là tình cảm sẽ cực kỳ keo sơn gắn bó, đêm nào cũng như sẽ lạc lên thiên đường với những cái bố trí như thế này, nội thất như thế này. Bàn làm việc nhìn qua luôn khi cô chủ đang ngủ nữa, rất là ok. Hành lang lan can rộng rãi. Ban công, cửa sổ. Hệ thống cửa đẹp. Gạch men sáng trắng dẫn đến cùng hệ thống đèn led phối trí, dẫn đến căn nhà nhìn rất là bắt mắt. Máy lạnh, tủ áo, giường chăn ra gối nệm, bàn trang điểm, bàn làm việc gì đầy đủ hết. Các cái trang trí của phòng ngủ phải nói là rất đẹp, và toilet riêng trong phòng trên chiếu nghỉ cầu thang bố trí rất là hợp lý, tạo ra cái sự rộng rãi cho cái ngôi nhà cùng phòng ngủ. Cửa sổ sau thông thoáng.
nỉ, chúng ta có cái sự trang trí của cái chậu cây. Sau đó chúng ta sẽ có một cái phòng ngủ rộng phía trước cùng giếng trời phía sau. Hai phòng ngủ lớn, ba vệ sinh, đó là cái final của cái căn nhà đẹp này. Wow, rất đẹp luôn, với cái hệ thống tặng luôn máy giặt đem cho cửa sổ và cái đường lên máy để chúng ta sửa chữa định kỳ chống thấm hàng năm cho ngôi nhà. Rất ok. Quý vị đừng quên alo. Quý vị hãy alo cho hotline trên màn hình 0906943839 để đi xem căn nhà full nội thất này quý vị nhé. Nhà đẹp quá bắp. Rất đẹp luôn. Và toilet trong phòng, ba vệ sinh, full nội thất, hai máy lạnh, hệ thống giường, bàn kệ tủ, bàn trang điểm, rất đẹp. Và cũng đừng quên bấm tay và bấm chuông nhận thông báo cũng như đăng ký kênh Nhà đất Đoàn Vương chuyên trang bất động sản Gò Vấp để xem thêm những căn nhà khác trong danh sách phát nhà 3 đến 4 tỷ để so sánh và chọn lựa thêm cho mình và gia đình căn nhà ưng ý. Thân ái chào tạm biệt quý vị.